nhiều người cái ra không muốn cà chua à? Có mấy chi đấy vào nghe mấy chi chi à? Chấm pe này ông này ông không không dành nhưng không quá dành nên vào Google mấy chi chi mấy e mấy chi chờ mấy chờ CZ chờ kỳ rồi rồi có đấy có rồi à. Support online đấy, đấy. Online đấy nào như vô nó ra một đống khoảng độ chục hãng truyền hình cả HD cả không HD chọn cái nào thì chọn đã anh em chưa Slovak nha kéo xuống dưới không thấy nhỉ tao hơn nữa xuống dưới thôi cái này không phải đây là vào cái trang này thôi à đấy dưới đấy mở đấy không tắt không phải cái kia nó có các cái hãng truyền hình cơ Nazuvo chấm pn chưa chấm mic internet đa là mô rồi mấy cái kia internet đã mua hai tư cái gì mấy 24 chấm gì đấy đúng không vào này vào con nào vào không chắc thay người nhưng vào nó kêu kia kia có cái gì quan trọng không kia vào hoặc thay người không đấy bet 365 tí vào vào cái đánh xỉu thì nghe nó in thiết thiết ấy thì là yên tâm nó kêu thì còn đánh tài nghe tiếng kêu mình mừng tám của Hòa thì ra xem bông góc ôi vào rồi chị xóa mẹ rồi hả à không đang hai người rồi. Có bốn vào góc rồi bốn bốn thôi tám hòa này khó lắm mà bốn vào góc rồi nhưng mà ở cái trang này này alo alo vâng vâng à em có vào rồi nhưng mà nó bị có một ít thôi chị ạ vâng em vào xong em quét ở phía ngoài của nó trúng nước ở cái phía gần cái cổng mà cửa to đấy và thế xong em bưng được một số cái tải nó lên trên cao thì em bảo tôi thì bưng tạm thế với em gặp cái anh Hải Tuyến đấy năm nay anh ấy trực ở đấy thế thì em cũng bảo thôi thì là anh trực đây nếu hôm nay mà tối nay có mưa to có gì anh cứ gọi cho em bất cứ lúc nào mà anh có thể gọi cho em cũng được thì để em vào em bảo ok có gì thì anh gọi thế em bảo thế thì em về thế là cũng yên tâm rồi chị ạ và chút chút thôi và vâng em vâng không sao ạ vâng em cảm ơn vâng của đi nghe thấy là cái gì có bị lập có rồi thôi đấy vào đây nhỉ mẹ có cái trận đầu tiên thì không ăn được cái trận mà theo đúng theo kinh nghiệm ấy là khi mà thua rồi vào tiếp làm tiếp với thằng Pháp ấy, thì ăn trận ăn, ăn ngon luôn vẫn kênh đấy của em ờ
cái này em phải truyền cho nét hơn. Cho lấy em á. Bây giờ là ba đứt rồi. Schweinsteiger cũng sẽ đứng được vào sân. Thậm chí giờ chất đường bay thì bỏ ít là nhiều. Hả? Thế thôi. Tony Cruz. Tắm xong lại ăn rồi. Ở đây ngồi. Lúc lại ăn rồi. Đấy, tới mai em qua đấy. Cái này khác đi. Lúc nào Fantástico, no era fácil, pero sí remató con una gran capacidad hacia Schweinsteiger. 74 minutos, casi 75. Los goles de Martín, Gómez y Croxia. Benedict Rüdiger. Matando el poco Alemania, Mesut Özil. Otra vez el bebé. El pegado para Hummels. Cruza el medio campo. Le está pidiendo Mesut de vuelta. Sin embargo, no. Đánh giá chặn rồi. Bây giờ chỉ còn kia luôn nóng thì may là ấy thôi. Entre cualquier Venimos aficionados animales con bigote ahora con estas pelucas pintorescos con los colores negro, rojo y amarillo de la bandera alemana. Y se ve que tiene confianza. Sabe de su responsabilidad. Y sabe lo que quiere. El servicio. Cross, centro del área. Se está acomodando Mario Gómez. ¿Dónde quedó la bolita? Viene. Centro, primer poste. En Buchaca, Matos Kosashi. Ahí está Lucas Podolski. Podolski, yo barba. Terminando la jugada, terminando la acción. Podolski, la sonrisa aparece. Son 10, ¿eh? ¿Ve? El servicio. El trazo Kimi. Y con el pecho. Bien, la está bajando. Thực ra cũng biết là bọn Đức nó không mạnh, nhưng mà nó đúng là mấy trận vòng bảng nó đã chưa thuyết phục cả. Cái chân banana này thì nó rất xe nhau vào, cũng bảo không chung tay. Đó, đi bố máy. Ok, cảm ơn mẹ.